Hôm nay thì em có một cái đơn hàng gửi đến anh Hải ở trong ở trên Cẩm Khê Phú Thọ nha. Thì anh có đặt bên em một con vang DK 3000 của hãng Battihau. Nói về dòng vang này thì em đã có cái trước đây ngày hôm qua em đã có cái video review test thực tế con này rồi và anh đã quyết định đặt mua con này bên em. Thì trên thực tế là bên con này em còn có khoảng độ 3-4 con nữa thôi. Số lượng cũng còn rất là ít. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua vang số đời cao để hát karaoke chuyên nghiệp thì hãy nhanh tay đặt hàng bằng cách comment bên dưới, bằng số điện thoại bên dưới. Con vang này là vang DAK 3000 của hãng Battihau anh em nhé. Con này có cổng quang học từ trên đường vào nó có cổng quang học anh em nhé. Thì con này thì giá cả nó trên thị trường nó sẽ đắt hơn so với các cái dòng vang X3, X5 vãi hoặc X bao nhiêu đấy, X6, X10. Thì con này giá nó đắt hơn, giá nó sắt hơn nhưng mà tiếng nó thêm vào đấy nó sẽ có thêm cổng quang học mà. Và cái độ vang nhạy của nó chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tức là thường thường anh em hát trong các cái dòng X3, X5, X6 ấy thì cái phần effect nó khác với so với cái dòng hãng này nhá. Hãng này cái chip xử lý của cái phần effect nó là hàng riêng, hàng đặt, không giống một bất kỳ một cái chế độ vang fake nào của một cái hãng nào khác thị trường. Vì nó mang đặc tính riêng biệt. Những anh em nào mà đã mua con những dòng vang Battihau rồi về hát ấy thì khi chuyển sang hát các dòng X3, X5 thì thường thường là nó sẽ không quen. Ví dụ mình luyện hát bằng cái này chỉ trong vòng 1-2 buổi, lúc đầu mới anh em mới hát ấy thì có vẻ là hơi khó một chút vì nó sạch quá, vì nó tiếng của nó chuyên nghiệp quá. Thì anh em đang hát theo kiểu là nó lịnh giọng ấy thì nó có cảm giác như là mình cái này nó hơi sang quá. Thì tiếng alo, tiếng mic của nó hát nó có vẻ sang hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Thì chuyển sang dòng này thì hơi khó làm quen một chút, nhưng chỉ trong vòng hát trong vòng 1-2 buổi trở ra, anh em khi đã hát con này rồi thì gần như là không thích dòng effect của bọn X3 nữa. Bởi vì cái tiếng micro và tiếng reverb của nó, đặc điểm tiếng reverb của nó rất là hay, tiếng rất là sang. Thì nữa em sẽ alo thử cho anh em nghe. Ở con này thì chỉnh chọt thì cũng rất là dễ, bởi vì là cái phần gần như là trong các tất cả các tính năng như phần micro này, tính phần nhạc này, phần các cái pan EQ ở trên các cái phần mic, phần nhạc, phần effect nó rất là ngắn. Chỉnh đơn giản, đơn thuần là mình chỉ việc tăng giảm các cái tần số nó cố định sẵn bên trong. Ví dụ EQ của music này thì nó sẽ có 7 cần thôi. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, 7 cần EQ. Như của mic này thế, mic nó cũng chỉ có 7 cần thôi. Đấy, chỉnh rất là dễ. Và cái thứ nữa là con này nó sử dụng cái khả năng chống hú của nó. Gần như tất cả các hãng của mà tất cả các model của hãng Battihau này thì gần như là cái phần chống hú nó là tuyệt đối. Em nói là 100% thì nó là sai. Bởi vì nếu như nó so sánh với các hãng khác trên thị trường, chống hú của nó thì nó phải được đến 90% trên 90%, và nó là chống hú mạnh nhất trong các dòng vang số trong cùng tầm tiền anh em nhé. Còn đương nhiên là tất cả các vang số khác như là X35 mình cắt tần số rồi là mình căn chỉnh tốt ấy, thì nó cũng sẽ không hú được. Còn nhưng con này là gần như nó để mặc định luôn, là cũng đỡ hú hơn rất là nhiều so với các dòng vang khác trên thị trường. Đấy. Đấy, và cái tiếp theo đấy nó là phần micro này nó sẽ có mic 1, mic 2 này. À, chỉnh riêng cho lỗ 1 và lỗ 2 này là chỉnh giống nhau này, còn và riêng cho mic 3 này thì nó lại dành riêng cho, có thể chỉnh riêng cái đường mic 3 cho cái mic số 3 bên này anh em nhá. Đấy. Kiểu dáng con này thì nó màn hình ở giữa ở đây. Các phím bấm bên này nhìn cũng rất là đẹp, màu đen. Màn hình hiển thị ở đây, ba phím ở đây. Ba cái volume chỉnh bên fake này, to nhỏ mic này, nhạc này. Bên này là ba lỗ cắm mic. Ở đằng sau thì có đủ cổng ăn chơi cho anh em luôn. Đây. Đấy, cổng quang học đường vào này. Cáp RS232 để cắm kết nối máy tính này. 6 đường ra này, SNL sub center trái phải, và tích hợp luôn cả rắc qua sen luôn nha anh em nhé. Rack out sub center LR, hai đường cổng aux input đầu vào và một cổng quang đầu vào đây. Đấy. Con này thì nó là thị trường thì nó anh em hoàn toàn yên tâm, không lo hàng nhái. Như X3X5 bãi thì nhái rất là nhiều, nó vì nó là hàng đa phần X3X5 bãi nó là hàng nhái thôi. Còn những dòng hàng công ty như thế này thì anh em hoàn toàn yên tâm vì nó là hàng công ty chính hãng, model chính hãng. Đấy. Đây cái tem nó đây. Đấy. Tem chính hãng của Battihau nhá. Tất cả sản phẩm của Battihau thì anh em hoàn toàn yên tâm nó không bị nhái. Đấy.
dùng mình sẽ dùng được cái sản phẩm chính hãng. Alo, ok, bây giờ em sẽ test thử nha anh em nhé. Thì cái này, con này nó hay ở cái chuyện điểm là mình có thể setup rất nhiều chế độ fake ở đây. Nó có 8 chế độ fake để mình có thể lưu 8 chương trình fake để anh em có thể sử dụng. Ví dụ cái chương trình đầu tiên số 1 của nó là KTV. Bây giờ em alo thử cho anh em nghe cái tiếng của cái phần KTV này nhá. Đây, chế độ đầu tiên là dùng karaoke KTV này. Ở chế độ KTV này thì nó sẽ không có cái tiếng reverb, nó chỉ có phần echo của rebeat. Đấy. Lần 1 2 3 4 5 6 7 D 1 2. Ở cái chế độ này thì anh em có thể setup thêm 1 2 3 chế độ nữa bằng cách là mình, ví dụ mình ở đây là đang KTV 1, mình setup thêm cho nó bằng cách là mình ấn vào đây và nhấn phím sang phải này. Thì bên trong này nó sẽ có rất nhiều các cái chế độ để anh em setup. Nó gần như là nó chỉ có độ 5, 6 hay 8 cái mục để mình có thể setup. Ví dụ cái mục Echo A này. Echo A này thì nó có cái debit này là tính lặp lại này. Và cái delay của Echo A đấy. Volume này dành cho Echo A. Và con này sang đến volume của Echo B đấy. Hai cắt Echo B, LR, debit của Echo B. Tức là cái phần fake của riêng phần KTV1 này nó là bao gồm cả fake kép nhá, fake kép A và B đấy, để người ta trộn lại và nó ra cái tiếng echo kép, tiếng nó rất là dày anh em nhá. Tiếp theo ở đây anh em có thể chọn riêng phần KTV này nó sẽ có 4 chế độ KTV này, 1 2 3 và 4. Sang chế độ effect thứ 5 này, nó chuyển sang chữ EFF này, sẽ bao gồm cả effect và reverb. Đấy, bây giờ em sẽ thử cái chế độ này em vừa setup xong. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đâu 1 2 3 4. Ở đây thì em đang sử dụng bằng một cái mic dây bình thường anh em nhé, và một cặp loa Kenway góc bên này. Loa Kenway này nó giá của nó chỉ có 6.500.000 đồng một cặp thôi. Đấy, giá 6.500.000 đồng cặp chứ không hề sử dụng bất kỳ một cái thiết bị nào cao cấp hay là vang hay là micro xịn hay là một cái cặp loa đắt tiền, mà chỉ sử dụng cặp loa bình dân bình thường, một con đẩy này, một con đẩy CA30 này, thì con này cũng thuộc dạng nhiều sò thôi, cũng không có gì là hàng class H hay là class TD gì cả, nhưng mà con bình thường, hoàn toàn bình thường. Em alo thử lại anh em nghe nhé. Lên 4567. Anh em nghe qua video có thể thấy là tiếng micro nó rất là sáng. 45. Khi mà anh em hát bằng cái chế độ này thì cái tiếng micro mà anh em mới làm quen với cái tiếng fake này thì là tiếng của nó rất là sang trọng nhá. Cái tiếng của nó rất là sang trọng, và hát rồi, anh em nó hát quen rồi thì gần như là không thích hát cái dòng vàng X nữa. Vì cái dòng vàng X thì thường là mất cái giọng thật của anh em nhiều quá, và nó bù vào đấy là cái giọng ảo nhiều hơn. Còn riêng đối phần này anh em có thể luyến náy rồi là phô cái giọng cổ thật của mình ra rất là nhiều hơn và hay hơn. Đấy. Đây là chế độ fake bao gồm cả echo và reverb. Đấy. Bất kỳ anh em nào mua thì em đều cài đặt sẵn cho anh em 3-4 cái chế độ ở trong cái con vang này. Sau đó là anh em về căn chỉnh thêm lại cái phần micro, hoặc là chỉnh thêm phần căn chỉnh lại cái tiếng nhạc cho nó phù hợp với cái loa và không gian của anh em ở nhà là xong. Ở đây thì em cài sẵn cho bác là cái phần effect này là FF1 này, em cài đặt cho anh sẵn cái chế độ này. Đấy. Còn đây em sẽ thử một ít phần nhạc cho anh em nghe thử phần nhạc nó sạch nhau nhá. Đây sẽ là chọn bài. Oh.
Xin chào bác, hẹn gặp bác ở cái video clip tiếp theo.